Vâng, thưa các bạn, T-Con, nhãn hàng T-Con là thiết bị vệ sinh trong phòng tắm, khẳng định chất lượng từ những cái thiết bị nhỏ nhất. Thì đây, trên tay Yến Sơn Hà là hai mã sản phẩm. Mã sản phẩm, các bạn biết là sản phẩm gì không ạ? Đây là cái xịt vệ sinh các bạn nhé. Xịt ở trong nhà vệ sinh thì mỗi nhà vệ sinh, mỗi một phòng vệ sinh thì chúng ta đều cần có ít nhất là một cái xịt, xịt nhà vệ sinh như thế này. Thì đây, trên tay Yến Sơn Hà là hai mẫu. Một mẫu là xịt XP301 và một cái xịt XP302. Thì đây, hai cái sản phẩm này nó ở hai phân khúc giá thành khác nhau các bạn. Hôm nay Yến Sơn Hà thứ nhất là mở hộp và thứ hai là review thử cái độ bền, thử độ bền chất lượng của sản phẩm xịt. Sản phẩm, một sản phẩm rất là nhỏ ở trong phòng tắm của mỗi gia đình chúng ta. Ok, đầu tiên là chiếc xịt cao cấp đi, 302. Thì anh Việt đại diện giới thiệu qua về cái xịt 302 này thì nó có ưu điểm gì? Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Thì Thiên Việt đến từ T-Con Việt Nam xin giới thiệu qua về sản phẩm xịt XP302 đến từ công ty cổ phần quốc tế T-Con. Thì thứ nhất ưu điểm là gì? Ưu điểm là sản phẩm xịt XP302 này của chúng tôi được làm 100% bằng nhựa nguyên sinh. Nhựa nguyên sinh chứ không phải nhựa chết. Thì nhựa nguyên sinh này đặc điểm của nó là nó chống chịu va đập rất là tốt. Và thành phần thứ hai để đáng biết đồng tiền bác gạo quý vị bỏ ra, đó là chúng tôi thi công xịt này với đầu đồng và pi bằng đồng. Cho nên là sẽ có một sản phẩm giá cực kỳ chất lượng quý vị và các bạn, và dùng cực kỳ ok. Xin mời anh Yến Sơn Hà mở hộp. Ok, mã sản phẩm đây các bạn nhé. XP302, các bạn mua xịt T-Con thì XP302 dòng xịt cao cấp. Có giá khuyến nghị là 650.000. Tuy nhiên các bạn để mua được sản phẩm với giá ưu đãi tốt nhất thì các bạn cứ click vào link bên dưới để các bạn xem giá cụ thể ở thời điểm các bạn muốn mua nhé. Các bạn đến các cửa hàng bán thiết bị vệ sinh vật tư, các bạn đã thích sản phẩm T-Con này thì các bạn cứ hỏi các chủ cửa hàng sản phẩm T-Con, tôi muốn mua sản phẩm T-Con. Các cửa hàng nếu như họ không có hàng, họ sẽ liên hệ với công ty nhập hàng về để cung cấp cho các bạn. Ok, sản phẩm T-Con giao hàng toàn quốc các bạn nhé, giao hàng toàn quốc. Rồi. Đây, mở hộp ra thì T-Con nó như này, bên trong nó rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là cái dây xịt. Cái dây này thì là mẫu chung cho sản phẩm T-Con này, vừa là dây xịt inox và nó cũng là cái dây mà ở cái bộ sen. Yến Sơn Hà cũng đã có cái video chia sẻ các bạn là cái dây kéo co đấy, rất là chất lượng. Kéo co nó không hề bị giãn, không hề bị đứt và nó cực kỳ là rắn chắc, dẻo, mềm nhưng mà lại chắc chắn, không bị ảnh hưởng bởi ngoại lực. Ok, đây là cái dây sen này. Đối với cái dây sen này của công ty cổ phần quốc tế T-Con thì là 100% bằng inox súp 34 các bạn nhé. Và mạ chrome 5 lớp. Đây, đây là cái tai, cái tai treo, tai cài. Và đây sản phẩm cái quan trọng nhất của chúng ta đây. Đây là cái đầu xịt này các bạn này. Các bạn nhìn thấy thiết kế của nó này. Có một cái hơi lõm xuống để chúng ta cầm bịt bấm vào tay này, bấm này. Cảm giác bấm rất là thích các bạn, êm. Nó hơi một chút, dùng hơi một chút lực thôi là có thể bấm được. Rồi, thứ hai là các bạn nhìn này, cái đầu đồng này, cái này là đầu đồng các bạn nhé. Cái gen này bằng đồng chứ không bằng nhựa. Và cái thân này thì bằng nhựa ABS này các bạn này. Cái thân của cái vòi này thì bằng nhựa ABS. Và cái nút này thì cũng bằng nhựa ABS. Nhựa ABS là cái nhựa mà chịu lực rất là tốt, nhựa nguyên sinh, chịu lực rất tốt. Và thứ ba nữa là cái đầu này, cái đầu vòi này cũng là bằng đồng chứ không phải là nhựa. Nhựa chỉ là cái thân này thôi các bạn ạ. Còn cái chân này là bằng đồng này các bạn nhìn. Chân này bằng đồng và cái đầu này bằng đồng. Ok, để tôi tháo cho các bạn xem nhé. Đây, cái đầu này các bạn có thể tháo được để các bạn nhìn. Đây, trong nó là có cái ti đồng này. Cái thân này bằng nhựa nhé. Còn cái đầu này thì là đồng rất là dày các bạn ạ. Đồng mạ, cầm nó nặng cực luôn các bạn ạ. Rất là nặng. Đây là cái này bằng đồng chứ không phải nhựa. Đó. Đây, sản phẩm xịt. Ok, và bây giờ tiếp tục là nhờ anh Việt sẽ thử độ bền, độ dẻo dai và cũng như độ cứng, chịu lực của cái vòi này. Rồi, xin mời anh Việt sẽ là cầm giúp cho tôi cái hộp. Vâng, tiếp tục là một thử thách đập phá đến từ những sản phẩm của công ty cổ phần quốc tế T-Con.
Và sau đây là sản phẩm xịt của công ty cổ phần công ty Tecon các bạn ạ. Đây, tôi đã lắp ráp xong. Sau đây tôi sẽ tiến hành đập cái sản phẩm xịt này xuống đất cho quý vị thấy độ bền. Rồi. Như các bạn nhìn kỹ nhá. Nữa đi. Cần hơn này cho quý vị này. Cần hơn này. Một. Rồi. Rồi, quý vị các bạn. À, vâng, các bạn vừa thấy đấy, cái xịt này vừa đập như thế nhờ các bạn cảm thấy là cái chất lượng sản phẩm rất là tốt đúng không ạ? Về khả năng chịu lực, chịu va đập của nó cực kỳ là tuyệt vời đối với sản phẩm một chiếc xịt có thân bằng nhựa này. À, cái thân bằng nhựa như cái dây này thì bằng inox các bạn nhé, dây này, inox 34. Cái đầu này thì bằng đồng này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy đập như thế mà không có phân biệt cái vị trí nào cả, nó chỉ bị gọi là bị xước như này thôi, đập xuống đường bê tông nó chỉ bị như vậy thôi. Đây, sản phẩm Tecon, sản phẩm Tecon khẳng định chất lượng Tecon, chất lượng từ những thiết bị nhỏ nhất trong phòng tắm. Ok, các bạn có nhu cầu mua sản phẩm các sản phẩm thiết bị trong nhà tắm thì các bạn hãy tìm hiểu, rất là xứng đáng sản phẩm nhãn hàng Tecon các bạn đưa vào sử dụng. Từ một những thiết bị như là ga thoát sàn, xịt, sen vòi, gương, các phụ kiện trong nhà tắm, tất cả các sản phẩm Tecon khẳng định chất lượng từ sản phẩm chi tiết nhỏ nhất. Ok, các bạn xem giá bán cụ thể, các bạn click vào link bên dưới, hoặc khi các bạn ở mua hàng đến các cửa hàng bán thiết bị vệ sinh thì các bạn nhớ các bạn hỏi mua sản phẩm, tìm hiểu sản phẩm Tecon các bạn nhé. Bye bye.